Ta vốn yếu đuối từ hồi lọt lòng mẹ, giờ chỉ mong sao ta được mạnh khỏe để lo cho đám cưới của Ngọc Thủy được chu toàn. Ngọc Thủy lấy chồng, vài năm nữa Đức Tiến lấy vợ, chừng đó dẫu xuôi tay nhắm mắt ta cũng cam lòng. Bà đừng có nói gỡ, bà phải sống lâu thiệt lâu để thấy cháu nội cháu ngoại trưởng thành nữa chứ. Bà mụ, lỗng rại bà có khỏe không? Bà chủ, tôi lại bà chủ, không phải tôi hại chết bà Thảo đâu bà chủ, bà tha tội cho tôi bà chủ ơi. Bà mụ, bà đứng lên đi. Tôi biết không phải lỗi do bà, không ai trách bà đâu. Nè, bà đừng có quỳ như vậy, quỳ như vậy tội lắm nha. Bà có nhận ra con không? May quá, may quá, cuối cùng con gái của bà Thảo cũng về với gia đình rồi. Bà Thảo ở trên trời chắc cũng yên lòng rồi. Tôi chúc mừng bà chủ, cháu về hợp phố rồi, cháu về hợp phố rồi. Bà, con mới không tới thăm bà chưa lâu mà bà quên con rồi hả? Con là Ngọc Bích nè, đâu phải là con của bà Thảo. Bà, năm đó em Thảo của tôi sinh con trai mà, bà đỡ đẻ mà sao bà không nhớ? Tôi nhớ chứ, tôi nhớ kỹ lắm á. Tôi còn nhớ con gái của bà Thảo có cái bớt ở sau cái dài. Đây nè, đây nè, ở sau đây nè. Bà bình tĩnh lại đi. Thiệt bà. Sao bà cởi áo con giữa đường giữa sáng vậy? Đúng mà, tôi nói có đó. Bà mụ, bà kêu con gái người ta cởi áo giữa đường giữa sáng là tôi kêu làng lính bắt bà đó nghe. Thôi bà ơi, bà ơi, tôi lại bà, tôi lại bà. Bà ơi, tôi nhìn thấy họ đổi con, người ta mang con gái của bà Thảo đi. Vậy mà tôi không thể nào nói cho bà biết được. Bà ơi, tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Xin bà đừng kêu lính làng bắt tôi bà ơi. Bà mụ à, bà đứng lên đi, bà bình tĩnh lại đi. Bà bình tĩnh lại. Bà vừa mới nói ai đổi con? Em Thảo tôi sanh con gái sao? Có phải vậy không? Hả? Không biết. Tôi lại bà chủ, đừng biểu tôi nói gì hết đó. Tôi không có thể nói gì được hết đó. Được rồi. Bà đứng dậy đi. Tôi xin lỗi bà, tôi không có kêu làng lính bắt bà đâu nha. Bà yên tâm đi. Không bắt hả? Nè, đây là tiền này, bà cầm mua bánh ăn đi nha. Rồi về nghỉ ngơi đi, không ai dám làm gì bà đâu. Nhớ đừng đi lang thang giữa đường nữa nghe. Bà về nghe. Thiệt là đáng thương. Mình về đi con. Dạ. Sao cậu lại vào phòng tôi? Đây là nhà của tôi mà, tôi muốn đi đâu phải xin phép ông hả? Cậu muốn gì? Tôi cảnh cáo ông, từ nay tôi cấm ông không được tới gần Ngọc Bích, dù là bất cứ lý do gì. Tôi sẽ để mắt tới ông đó. Cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi làm vậy chẳng qua là tôi muốn giúp gì của cậu thôi. Cậu không tin thì đi hỏi gì của cậu sẽ biết. Ông vì ai tôi cũng không quan tâm. Những chuyện xấu công lúc trước tôi bỏ qua hết. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu. Ông nhớ đó. Ranh con, nếu không nhận tao,
thì liệu giờ này mày có thể dịch giáo như vậy hay không? Tôi nhớ chứ, tôi nhớ kỹ lắm á. Tôi còn nhớ con gái của bà Thảo có cái bớt ở sau bả dài à. Ngọc Bích. Dạ. Trên vai của con có bớt son nào không? Hả? À, dạ không có có đâu bà. Sao tự nhiên bà hỏi con câu đó? Tại ta chợt nhớ lời bà mụ hồi sáng. Ta nghĩ chắc bà mụ thấy bớt son trên vai của con, cho nên bà ấy bị ám ảnh. Bà mụ làm sao mà thấy vai của con được? Mà vai của con đâu có cái bớt nào đâu. Mà bà đừng có quan tâm tới lời bà mụ nói. Tại vì bà mụ ngớ ngẩn cho nên là nói lung tung đó mà. Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không có gì đâu. Thôi được rồi, ta thấy cũng khỏe lắm rồi. Vậy để tối con qua xoa bóp cho bà lần nữa, cho bà ngủ ngon nha. Cảm ơn con. Bà, con ra ngoài nha. Ừ. Mình nghĩ quá nhiều rồi. Nhỏ cái bớt nằm ở đây nè, nếu tía không đánh con lần đó chắc cái bớt này lớn lắm hả má. Mà má, ở trên đời này nè, có nhiều người có chích bớt giống con không? Thì chắc cũng không ít. Má, cái chuyện hồi trước á, má dặn con giấu kín. Giờ mình không thể nào nói thiệt cho bà chủ biết hả? Sao tự nhiên con nhắc mấy chuyện đó? Má biểu con quên đi rồi. Tại vì con thấy ông bà chủ với chị Ngọc Thủy đối với má con mình bằng tấm lòng chân thật quá. Mà mình thì đang nói dối, cho nên là con thấy đây rất không yên. Con rất là muốn tỏ tuyệt mọi chuyện cho ông bà rõ. Bích à. Dạ. Cái sự dối này á, giúp má con mình tránh được tai họa mà không tổn hại đến ai hết. Má nói đúng, mình nói dối có hại gì ai đâu. Ừ. Mà bộ có chuyện gì hả? À, không có gì. Không có gì đâu. Bích à. Dạ. Những ngày tháng sống ở đây, má thấy rất vui vẻ và hạnh phúc nữa. Má không muốn cuộc sống của má con mình bị xáo trộn lên, cho nên con phải nhớ lời má dặn, quên hết tất cả những gì đã qua. Nghe chưa? Nhớ chưa? Con nhớ rồi. Ừ. Sao? Mình thấy con gái mái áo cho tôi có đẹp không? Ừ, quá khéo luôn. Còn là chị cắt thôi. Người mai là Ngọc Bích. Bà má phải khen cái người mai khéo là mới đúng chứ. Khéo ở người cắt, chứ nào ở em. Thôi thôi thôi, hai con đừng có giành công với nhau nữa.
Người cắt cũng khéo mà người mai cũng khéo. Phải công nhận nha. Từng đường kim mũi chỉ nè, thiệt là kỹ lưỡng luôn. Vậy thì còn gì bằng. Coi như vợ chồng mình á, được hai cô con gái khéo léo chăm sóc thì tốt quá còn gì bằng. Tôi lại bà, tôi lại bà. Tôi nhìn thấy họ đổi con. Người ta mang con gái của bà Tảo đi. Vậy mà tôi không thể nào cho bà biết được. Bà làm tôi sợ lắm. Xin bà đừng có cho lính làng bắt tôi bà ơi. Bà đứng lên đi. Bà bình tĩnh lại đi. Bà bình tĩnh lại. Bà vừa nói ai đổi con? Em Thảo tôi sanh con gái sao? Có phải như vậy không? Hả? Không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Bà ơi, đừng có biết tôi nói mà tôi không thể nói gì được hết á. Tôi không dám nói gì được hết á. Má sao vậy? Mình sao vậy mình? Không, em thấy hơi choáng váng. Không sao đâu. Bà, con đỡ bà vô trong nằm nghỉ. Được rồi, để tôi dìu mình. Thôi được rồi, để Ngọc Bích đưa em được rồi. Mình thử bộ đồ này luôn đi nha. Dạ, vậy má vô nghỉ đi má. Con đỡ bà. Bà nằm nghỉ nha, con đi lấy nước cho bà uống. Thôi khỏi con. Con ngồi xuống đây. Con ngồi xuống đi, bà cho phép. Ngọc Bích nè, con vừa sáng dạ vừa khôn khéo. Phong thái của con không hề hèn kém chút nào. Ta nghĩ dòng họ nhà con mấy đời trước chắc cũng thuộc hạng giàu sang quyền quý, phải không con? Dạ, không có đâu bà. Hai bên nội ngoại mấy đời đều nghèo khó. Ồ. Thật đáng tiếc. Phải chị Đức Tiến không phản đối, vợ chồng ta nhận con làm con nuôi thì tốt biết mấy. Con sẽ được gả vào nhà khá giả đàng hoàng. Lần trước á, con có nói với chị Ngọc Thủy, con luôn xem trọng ông bà như cha mẹ. Còn việc mà nhận con làm con nuôi để gả con, con nói thiệt là con không ưng. Sao con lại không ưng? Nhà đó đàng hoàng gia giáo lắm mà. Con trai của họ cũng là người tốt. Thưa bà, con xin nói thật lòng của con cho bà hiểu. Thứ nhất, con cần lo cho má con, cho nên là con sẽ không nghĩ tới chuyện lấy chồng. Nhưng mà nếu sau này con có lấy chồng á, nhất định con phải lấy người biết kính trọng má con. Dù má con nghèo, má con có gương mặt xấu xí, nếu như mà gia đình chồng không chịu làm xu với má con, nếu như là vì lẽ đó, con thà là ở vậy trọn đời. Ta thật không ngờ con lại sâu sắc, khẳng khái tới như vậy. Con coi số lượng lúa ở đây coi có đủ chưa? Dạ ba. Đức Tiến không hề có nét nào giống chồng mình hết. Nó lại càng không giống em Thảo. Trong khi đó, Ngọc Bích thì quá giống. Từ hình dáng bên ngoài tới phẩm hạnh bên trong. Dạ khớp rồi ba. Cái gì? Trời anh, trời ơi, cái gì vậy? Buông em ra coi. Cái gì sao tự nhiên lôi em ra đây vậy?
Mà anh đi Sài Gòn rồi vẫn chưa có tiền cho anh sao? Tiền ở đâu mà em đưa cho anh hoài? Anh cũng biết là em đâu có làm cái gì ra tiền đâu. Thôi nha, đừng có tưởng là qua mặt được anh nha. Em ăn bớt tiền chợ mỗi ngày, lần nào mấy thứ trái cây trong vườn mà em không ăn chặn. Còn tiền mỗi tháng của thằng Tiến nữa, nó có xài hết đâu. Thì bao nhiêu tiền đó em dành dụm, em đưa hết cho anh rồi. Hồi trước á, dài 3 tháng là anh lên Sài Gòn một lần, riết rồi á, 1 tháng anh đi một lần. Rồi bây giờ á, mỗi tháng anh đi dài 3 lần. Tiền ở đâu mà em lo cho anh xuể? Thì em xúi thằng Tiến xin tiền ba má nó thêm để đưa cho em. Không thì mình viện một cái lý do nào đó để lấy thêm tiền. Hồi trước á, nó còn dễ xúi, còn bây giờ nó lớn rồi. Đã vậy còn thêm cái vụ nó bắt quả tang anh toan cưỡng hiếp con Ngọc Bích. Anh tưởng nó còn dễ nghe lời tụi mình sao? Em làm sao có tiền thì làm, anh không biết. Thôi mà, em biết anh sống ở đây thì buồn, nhưng mà mình đã chịu đựng mười mấy năm rồi, ráng chịu đựng thêm vài năm nữa đi anh. Nè, em thấy độ rài ông Lâm ổng coi trọng thằng Tiến dữ lắm, có khi ổng sẽ sớm giao quyền thừa kế cho nó. Nó được nhận cái quyền thừa kế thì sao? Mình lại phải bỡ đỡ nó để xin tiền à? Dĩ nhiên là không rồi. Em đã nói với anh, chỉ cần nó nắm quyền thừa kế, em sẽ lừa nó sang bộ hết ruộng đất qua tên của em. Sau đó thì nó đột ngột qua đời, chừng đó giấy trắng mực đen có tên em, ông bà Lâm lấy lại làm sao được? Em khờ quá. Em tin là thằng Tiến nó sẽ nghe lời của em sao? Dĩ nhiên, trên đời này nó chỉ tin có một mình em là tốt với nó nhất thôi. Nó luôn nghe theo em. Ngây thơ quá rồi đó. Đó là hồi trước kia, còn bây giờ hả? Cách tính toán của em bị phá sản rồi. Nó không còn ngu như trước nữa đâu. Em không có điều khiển nó được nữa. Vậy chứ bây giờ anh biểu em phải làm sao? Trước mắt dùng tình cảm lấy tiền từ nó đưa cho anh đi Sài Gòn. Sau khi về anh sẽ bày cách cho em. Thôi được rồi, để sáng mai em nói với nó. Thôi vô. Trời ơi, độc ác quá. Hồi trước á, còn dễ xúi, còn bây giờ nó lớn rồi. Đã vậy còn thêm cái vụ nó bắt quả tang anh toan cưỡng hiếp con Ngọc Bích. Bộ anh tưởng nó còn dễ nghe theo lời của chúng ta hay sao? Em thấy độ rài ông Lâm coi trọng thằng Tiến dữ lắm, có khi ổng sẽ sớm giao quyền thừa kế cho nó. Chỉ cần nó nắm quyền thừa kế, em sẽ lừa nó sang bộ hết ruộng đất qua tên của em. Rồi sau đó nó sẽ đột ngột qua đời. Tới chừng đó giấy trắng mực đen, ông bà Lâm làm gì được em? Bích à? Dạ. Hay là má con mình rời khỏi đây đi. Sao tự nhiên má đòi đi khỏi đây? Má không muốn con bị ức hiếp. Đâu có ai ăn hiếp con đâu. Má đừng có lo lắng quá. Con đừng có giấu má. Ông gặp rằng á, ổng... Con sẽ cẩn thận đề phòng, không có lần thứ hai nữa đâu má. Má đừng có lo nha. Ừ. Chỉ cần má sống vui vẻ, hạnh phúc, con chịu đựng được hết. Huống chi ở đây có nhiều người thương con, cậu cũng không còn khó chịu với con nữa. Thì sao mình phải bỏ đi
chỉ vì một kẻ không ra gì như ông Cặp Rằng. Trời ơi, thì không đi thì không đi. Má sẽ ở lại đây, má bảo vệ con của má, bảo vệ các con của má. Mình à, mình nghĩ gì mà ngồi thừ người ra vậy? Em đâu có nghĩ gì đâu mình. Hồi lúc chiều á, tôi có tiếp được thư của thầy giáo Đức Tiến ở trường gửi tới. Ông khen nó quá chừng. Ủa? Ông nói dạo này nó tiến bộ dữ lắm. Ở trong lớp á, thì lo nghe giảng, cũng không cúp cua bỏ học bữa nào nữa. Thiệt tôi mừng hết sức mình à. Nghe vậy em cũng mừng. Công lớn á, là nhờ Ngọc Bích. Không biết con bé nghĩ ra chiêu khích tướng gì đó khiến Đức Tiến còn mình thay đổi. Nói thiệt chứ trước đây nhiều lúc tôi thấy buồn lắm mình à. Nó là con của tôi mà chẳng giống tôi chút nào, cũng không giống má nó nữa. Ngày trước em Thảo tuy học ít nhưng mà siêng năng ham hiểu biết, có đâu nhường Đức Tiến. Cũng may là giờ nó đã thay đổi. Mình nói tôi mới để ý. Đức Tiến nó không có một chút nào giống mình hay là em Thảo. Ngược lại, trong khi một người xa lạ như Ngọc Bích lại giống em Thảo về ngoại hình, giống mình về tính cách. Mình nói không sai. Nếu như người lạ ngoài nhìn vào, chắc chắn họ nói Ngọc Bích là con của tôi chứ không phải Đức Tiến. Nếu như ngày đó em Thảo sanh ở nhà thương lớn, nơi có nhiều sản phụ, thì có khi em nghi ngờ người ta đã giao lộn con đó. Mình lại nghĩ đi đâu vậy? Chắc là ông trời biết vợ chồng mình nhớ em Thảo nên đưa đẩy Ngọc Bích tới với nhà mình ở đó mình à. Mình à. Hôm trước em có gặp bà mụ. Bà mụ người đỡ đẻ cho em Thảo năm xưa đó mình. Bà mụ bà làm sao? Bà ấy... Mình không nên khiến anh ấy hoang mang. Để tìm hiểu kỹ rồi mình sẽ nói. Bà ấy bây giờ bà tội nghiệp lắm. Đầu óc không có còn tỉnh táo nữa. Vậy mà ngộ lắm mình. Gặp em bà vẫn nhớ và vẫn sợ em quở phạt chuyện em Thảo năm đó. Là cái số em Thảo ngắn ngủi vậy, có ai trách bà ấy đâu. Thích thì thích chứ, có sao đâu. Con ông Hương Sư còn muốn được cưới cô ấy, sao mình lại không chứ. Đời người như một dòng sông đổ ra biên cả, con nước trôi theo dòng. Tiền bạc là vật ngoài thân, nay còn mai mất, ai mà biết trước được chuyện thời thế tương lai. Chỉ có những điều ta học được thì nếu ta còn sống, còn tỉnh trí thì nó còn nằm mãi trong đầu, không mất đi đâu được. Cậu không thích đọc sách, nhưng chắc là cậu có nghe hát tuồng mà phải không? Có ông vua nào mà ngồi mãi trên ngai vàng đâu. Có khi hôm nay còn làm vua, ngồi trên ngôi cao chính bệ, mai bị cướp ngôi,
đã trở thành kẻ bôn tẩu, đói khát đầu đường xó chợ. Gia sản nhà cậu tuy lớn, nhưng mà có câu ngồi không mà ăn thì núi cũng không còn. Làm chủ nếu không hiểu biết thì trước tiên sẽ bị người làm khinh, sau đó thì bị họ qua mặt. Làm chủ mà không biết tính toán giỏi, công việc làm ăn sao thành công được. Cậu thấy ông chủ đó, nắm trong tay bao nhiêu gia sản mà vẫn phải ngồi tối lo tính toán sổ sách, lo dắt óc nghĩ cách sao phát triển sự nghiệp hay sao. Họ cúi đầu chào cậu là vì sợ, chứ không phải kính nể gì cậu đâu. Chỉ có người đạo đức, tài giỏi mới khiến cho thiên hạ kính nể mà thôi. Tôi nói cậu đừng có tự ái nha. Thiệt ra cậu đã làm được gì để thiên hạ kính nể đâu. Tiền của gia sản đều là do ông chủ tạo ra, chứ cậu có làm được gì mà người ta kính nể. Cậu nói đúng, mình có làm được gì đâu chứ. Không thể để cô ấy coi thường mình được. Đời như một dòng sông. Bà đây rồi. Tôi vô nhà kiếm mà không thấy bà. Sao bà ngồi ở đây vậy? Vô trong ngồi đi, ngồi ngoài này gió mái bệnh chết. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tôi không biết gì hết á. Tôi không có nói gì hết á. Bà bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nha. Bà đứng lên đi. Tôi không có hại bà đâu. Tôi đem bánh tới mời bà ăn, chứ tôi không có hại bà đâu. Cho bánh tôi hả? Ừ. Không giết tôi hả? Không làm hại tôi hả? Tôi cho bà nè. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Bà có thích không? Chịu. Vài bữa nữa tôi đem thật là nhiều bánh tới cho bà nghe. Bà chịu không? Chịu. Bây giờ mình nói chuyện nghe. Bà còn nhớ mười mấy năm trước, Bà đã từng đỡ đẻ cho em Thảo nhà tôi không? Không. Tôi không biết gì hết đó. Bà đừng sợ. Đừng hỏi tôi. Đừng sợ. Tôi không hại bà đâu. Không. Tôi lại bà. Đừng hỏi tôi bà ơi. Tôi không biết gì hết đó. Nè, hai người có thấy bà chủ đi đâu không? Dạ không. Kỳ cục dữ. Thường thì bà chủ đi phải có Ngọc Bích hoặc là Ngọc Thủy, không thì cũng phải có ông Lâm đi cùng. Sao tự nhiên bữa nay lại đi có mình Ên, mà cũng không nói với ai là đi đâu. Nè, mà chị thấy bà chủ có mặc đồ tốt không? Đi có cầm theo cái gì không? Lúc bà chủ đi á, có chị Lụa nhìn thấy, chứ tôi không có dòm. Ai nhìn thấy thì sao không lên tiếng? Dạ. Tôi không có thấy bà chủ thay đồ. Chắc là đi lanh quanh ở trong xóm thôi. Tôi thấy bà chủ mở tủ rồi lấy mấy đồng bánh tét, chứ không có cầm theo cái gì hết đó cô. Sao lạ vậy cơ? Thank you.
Ủa hết chị. Gì cả? Trời ơi, chị đi đâu vậy? Tôi hỏi mấy đứa nhỏ mà không ai biết hết. Đi đâu sao không biểu tụi nhỏ đi theo? À, tôi đi dạo ở gần đây thôi. Đi dạo ở đâu vậy chị? À, tôi đi lên xóm trên. Chú Năm. Ủa, chào cô chủ. Cậu chủ đi đâu vậy? Ruộng này của ai vậy chú Năm? Ruộng này từ vụ này trở đi là ông gặp rằng ông Mần. Chú với mọi người làm mướn hay là giận công với ông? Dạ đâu có làm mướn. Mà ông gặp rằng có công nào đâu mà giận. Cái gì? Tôi Mần giúp ông thôi. Giúp hả? Là mọi người tự nguyện giúp ông hay sao? Cậu tưởng tụi tôi rảnh hay sao mà tự nguyện? Thôi cậu chủ đi dạo đi, tụi tôi Mần tiếp hen. Tâm, lên đây tao nói chuyện với mày một chút. Tâm, cậu chủ kêu sao con không đi? Đi đi đi, lên đi cậu chủ nói chuyện. Đi nha, đi bà về còn nấu cơm nữa. Dạ biết rồi. Cậu chủ biểu tôi làm vậy để làm gì? Mày mệt quá. Dạ chào, dạ, cậu, chào chủ. Cậu chủ. Ừ. Dạ. Tao sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Mày đừng có nhìn tao. Tao làm chuyện này không phải là vì mày hay là mấy người ngoài kia đâu. Tao chỉ không muốn ông cặp rằng dựa hơi ba tao để bốc lột tá điện của ba tao. Mày chỉ cần ghi tỉ mỉ giùm tao. Từ ngày lãnh đám ruộng đó, ông cặp rằng đã nhờ hết thảy bao nhiêu ngày công của những ai. Mày làm được không? Tôi làm được. Vậy thì mày làm sớm đi. Bữa nay ông bị sao vậy trời? Đừng sợ. Đừng có hỏi tôi. Tôi lại bà. Đừng có hỏi tôi mà. Mình à. Nhưng nếu có chuyện tráo đổi thì ai là người đã ra tay? Họ được cái gì chứ? Hay là để mình tới lui vài ngày nữa, khi nào bà mẫu bình tĩnh hơn, mình hỏi rõ rồi hẳn nói cho nấy biết. Như có chuyện không hay. Em sống khôn thác thiên, giúp chị làm sáng tỏ chuyện này nghe em. Con vô đây có gì không tiến? Ai là con của ông? Xin lỗi, cậu vô đây có chuyện gì vậy? Mời con ngồi.
Mời cậu uống nước. Thôi khỏi. Hôm nay tôi vô đây có chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì vậy cậu? Cái này là cái gì? Đây là công nợ. Công nợ ông phải thanh toán. Công nợ? Công nợ gì vậy cậu? Ông mau quên quá. Đây là số ngày công của tá Điền đã làm cho ông từ ngày ông nhận ruộng tới nay. Sao ông thanh toán cho người ta? Thì cái đó tôi... Ông đừng có nói là người ta thương ông nên làm công không cho ông nha. Không. Ý của cậu... Tôi cho ông 3 ngày. Ông phải thanh toán dứt điểm hết tất cả những số nợ cho người ta. Nếu không ông đừng có trách tôi. Từ trước tới nay, ông bao nhiêu lần qua mặt ba tôi rồi. Bao nhiêu lần ông chèn ép tá Điền. Đừng có tưởng là tôi không biết. Chẳng qua là vì tôi thương dì tôi nên tôi mới bỏ qua cho ông. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không bỏ qua cho ông nữa đâu. Tôi sẽ không để ông ăn chặn bất cứ một cách nào của ai. Nhớ đó, 3 ngày. Khốn nạn. Bà mụ ơi, tôi mang bánh cho bà nè. Tôi ăn bà, tôi lại bà. Bà ơi, tôi không có biết gì hết. Tôi không có biết gì hết mà. Tôi không có biết gì về con gái của bà Thảo đâu. Đừng hỏi tôi nữa mà. Bà nói gì? Năm đó em Thảo của tôi đẻ con gái sao? Không, không, tôi không biết gì hết. Làm ơn đừng có hỏi tôi nữa. Đừng có hỏi tôi nữa để cho tôi được sống mà. Tôi không muốn chết đâu. Tôi không muốn chết đâu. Lẽ nào em Thảo đẻ con gái? Bà mụ, bà nói cho tôi biết đi. Con của em Thảo là con gái hay sao? Bà nói cho tôi biết đi. Bà làm ơn, bà nói cho tôi biết đi. Tôi không biết gì hết đó. Tôi không biết gì hết đó. Bà ở nhà nghe. Tôi ra tôi bê bờ ruộng cái. Lát tôi về. Dạ. Ủa, con mới về hả? Dạ. Con đi gỡ câu về hả con? Có cá bự không con? Dạ, cũng được mấy con cá lóc bự lắm á. Cá lóc bự lắm hả anh hai? Ừ. Em muốn ăn cháo cá lóc. Nè, muốn ăn cháo thì má lựa mấy con cá lóc nhỏ nấu cháo cho ăn. Còn cá lóc bự để má bán lấy tiền. Cái nhỏ xương lắm, con không thích đâu. Thì má gỡ lấy xương ra cho con ăn. Thôi, để cá bự nấu cháo cho tụi nhỏ ăn bữa đi bà. Dạ đúng rồi đó má, cứ lấy con cá lóc bự nấu cháo cho thằng tí ăn đi, xíu con cấm cái khác. Thôi con, bữa nay nghỉ bữa đi, này khỏi cấm câu. Ông, bộ bữa nay có chuyện gì vui lắm hay sao? Đây nè. Đây, bà cầm đi. Vui không? Tiền, ở đâu mà ông có nhiều tiền quá vậy? Ông cặp rằng ông trả tiền công cho tôi với thằng Tâm, làm từ hồi đầu vụ tới giờ đó. Ông trả tiền công? Mà đâu phải ông trả riêng mình cha con tôi đâu. Trả hết. Ai làm cho ông từ đầu vụ tới giờ là ông trả hết. Cái chuyện này lạ thiệt á. Thì đó, ta nói ở ngoài ruộng từ chiều tới giờ vui dữ lắm. Tưởng đâu là làm công không là bấy lâu nay rồi. Tự nhiên bây giờ cái ông trả tiền thì đành rằng là công của mình bỏ ra. Đâu phải ông cho không. Nhưng mà cả ngoài đám ruộng ai cũng vui hết trơn. Giống như tiền trên trời đất xuống vậy đó. Ông cặp rằng á, sao tự nhiên ông tốt bất tử vậy? Không phải đâu má. Ông cặp rằng á, không phải ông tốt đâu, mà ông bị ép buộc. Ai mà dám ép buộc ông vậy con? Dạ cậu ba Đức Tiến. Cậu ba Đức Tiến? Dạ. Đời người như một dòng sông
đổ ra biển cả, con nước trôi theo dòng. Qua bao thác gần, rồi đây con nước về đâu? Là giống em Thảo lắm, lại cũng có nét giống chồng mình nữa. Nếu con của em Thảo là gái thì biết trách ai, trách ai sau này, trách chính thân mình. Vì sao bà, tôi lái bà tha cho tôi đi. Tôi nhìn thấy người ta đổi con, người ta mang con gái của bà Thảo đi, vậy mà tôi không thể nào cho bà biết được. Bà ơi, tôi sợ lắm. Thảo ơi, có phải người ta vì cái gia sản này mà đánh tráo con của em không? Chị phải làm sao để biết ra sự thật đây hả em? Ai là người đã tráo con của em? Người đó, bà Cúc, chính là người đàn bà đó hay sao? Dì có mua cho con mấy cái bánh mà con thích lắm, đi vô trong nhà dì đưa cho. Dạ. Đi con. Sao lâu nay mình không nhìn ra điều này chứ? Chị Lụa. Dạ, bà chủ cần sai biểu gì không à? À không, tôi đi dạo, sẵn gặp chị thì nói chuyện một chút thôi. Dạ, xin bà chủ cứ nói. Quê quán của chị ở đây hay ở đâu? Dạ, tôi dân gốc U Minh, mà tôi cũng lưu lạc trôi nổi nhiều nơi lắm. Mới tới xứ này được 3 năm nay hà. Chị Lụa à? Dạ. Chị sanh có một mình con Ngọc Bích thôi sao? Dạ, tôi có một mình nó à. Chắc chị biết nhà bà mụ hai ở bên kia sông chứ? Dạ không, dạ tôi không biết. Chị biết tại sao tôi hỏi chị không? Mười mấy năm trước, em Thảo nhà tôi sanh Đức Tiến ở nhà bà mụ. Rồi không may em ấy qua đời. Thiệt, mỗi lần nhắc tới chuyện này là tôi đau lòng lắm. Mà lạ một điều, Đức Tiến nó không có một nét nào giống ba má nó hết. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có khi nào ngày ấy bà mụ giao lộn con hay không? Dạ bà ơi, tôi đang nấu ấm nước ở dưới bếp á. Dạ tôi châm nước tôi trở ra liền. Dạ xin lỗi bà. Là bà ta sao? Ủa? Má. Chị Lụa. Chị Lụa, chị sao vậy chị? Ngồi đi chị má. Chị ngồi đi. Chị Lụa. Má ơi, má uống miếng nước đi má. Chị sao vậy chị Lụa? Chắc là không sao đâu, trúng gió hay gì á.
Để con cạo gió cho má. Dì Tám à, dì canh lửa giùm con nha. Con đưa má con đi cạo gió. Ừ, được rồi, để đó dì lo. Dạ. Con dẫn má vô cạo gió dạ, đi. Dạ, con cảm ơn dì. Đi má. Cảm ơn chị nha. Cửa rộng sang vào quý tộc như vậy, làm sao mà dám bước vô để hỏi thăm chứ. À, nếu như bà thật sự làm mướn ở trong này, thế nào cũng đi tới đi lui. Mình ngồi ở đây canh chừng bả là chắc ăn nhất. Này cho ấm, nước bình nguội rồi. Má, má thấy trong người sao? Có cần con sắc thuốc cho má không? Má không có sao hết á. Má nằm nghỉ một chút là khỏe à. Lúc nãy con nói á, con đi mua đồ cho má mà má không nghe con gì hết à. Má thấy tía con. Rồi thì có thấy má không? Chắc là thấy. Nhưng mà hình như là ổng không có chắc chắn. Ổng có rượt theo mà không kịp. Mấy ngày này con đừng có ra đường nha. Ổng mà biết má con mình ở đây là chết đó. Nhưng mà cứ để tía tìm kiếm má con mình hoài, tội nghiệp tía má. Trời đất ơi, Ngọc Bích à, con đừng có quên ai khiến má ra nông nỗi này. Ai một mình chạy thoát thân, bỏ mặt má con mình trong đám cháy. Má biết ổng quá mà. Ổng vì số nợ với hai mẹo nên mới cố tình đi tìm con, bắt con về gắn nợ chứ không gì hết á. Má đừng có sợ. Dù có gặp tía, con cũng dứt khoát không để tía bán con đâu. Nếu biết má con mình sống ở đây, chắc chắn ổng sẽ lui tới đây rồi gây phiền hà cho ông bà. Rồi có khi á, ổng cùng đường, ổng nói bậy nói bạ, rồi xúc phạm đến ông bà nữa. Ngọc Bích à, con nghe lời má đi. Tránh tía con là tốt nhất. Má không còn đủ sức để chịu đựng thêm sóng gió nào nữa hết. Má chỉ muốn sống bình yên như những ngày đã qua thôi. Con nghe lời má nghe. Dạ. Cậu chủ ơi. Cậu chủ. Cậu chủ. Hẹn mình ra đây rồi bỏ đi đâu mất tiêu à. Thiệt là kỳ cục. Ủa, anh Tâm. À, Ngọc Bích. Lâu rồi mới thấy anh Tâm tới chỗ này á. Ừ, tại cậu chủ cấm tôi tới mà. Vậy sao giờ anh tới? À, tôi đi tìm thằng Tý. Sao nó đi lượm củi từ nãy tới giờ cả buổi tôi không thấy nó về, nên tôi đi tìm nó. À, hồi nãy á, tôi thấy chị Ba ở bên kia sông kìa, dắt nó về ăn khoai với con của chị á. Anh yên tâm đi. Cái thằng ham ăn quên cả đường về luôn. Lúc này anh khỏe không? Thấy cái tướng chầm dầm vậy còn biết hay sao phải hỏi. Tôi khỏe, còn Ngọc Bích thì sao? Tôi cũng bình thường à. Vậy mà bình thường. Gần đây cô có nhìn mình trong kính không? Cô đẹp hơn nhiều lắm đó, biết chưa?
Thôi, tôi qua nhà chị ba để dẫn tí về nhà, kẻo má tôi trông nữa. Ừ, anh đi đi. Ừ. Ngọc Bích. Ừ? Ngọc Bích vẫn coi tôi là bạn chứ? Ừ, tất nhiên rồi, mình đã hứa với nhau mà. Sao anh hỏi vậy? Ở đây á, tôi chỉ có mỗi mình anh là bạn thôi đó. Tại tôi hỏi cho chắc thôi mà. Thôi tôi đi nha. Ừ. À, làm tôi hết hồn mà. Sao không đi theo luôn đi, đứng nhìn chi vậy? Tôi là ma quỷ gì sao mà cô hết hồn? Cậu biểu người ta mang cuốn sách này ra cho cậu làm gì? Đem ra rồi, đọc cho tôi nghe đi. Đọc đi. Không lẽ ngồi đây hả? Ừ. Sao không ngồi đây? Tôi không thích. Tôi muốn ngồi đây á. Thích ngồi đó lắm hả? Ừ. Qua đó ngồi đi. Tôi qua đó ngồi nha. Rồi, nghe nè, tôi đọc đó nghe. Tựa là làm con phải hiếu tử. Công cha như núi Thái Sơn, dì Lụa. Dạ, cô hai kêu tôi. Dì bỏ chổi xuống đi, tới đây tôi đo ni, mai cho dì bộ quần áo mới. Cô hai may đồ cho tôi hả? Tôi may đồ đẹp, để dì có đồ mới mặc để dự đám cưới tôi chứ. Dạ, cảm ơn cô hai, cảm ơn cô hai. Rồi, dì tới đây. Gian người đó rất giống vợ của mình. Nhưng mà cô gái kia đâu phải là Ngọc Bích. Không lẽ mình lầm rồi sao? Trời ơi! Trời ơi, đẹp quá à. Đẹp không? Đẹp. Cậu làm hả? Ừ. Cậu giỏi quá à. Cậu ngồi thử đi. Tôi được ngồi hả? Ừ, cậu ngồi thử đi. Ừ. Tôi ngồi thiệt đó nghe. Ngồi đi. Nè, coi vững nha. Ừ.
không? Đã quá. Tôi đẩy mạnh nha. Vui không? Nữa nè. Mát quá. Ngồi chắc vô nha. Ờ, Tâm à, dạ. Bữa nay được nhiều cá không con? Dạ cũng bộn. Vậy con ông? Ông bây giờ mới đi nè. Dạ, ông đi đi. Thôi, ông đi ha. Dạ. Ê, Tâm. Dạ. Sao? Có con nào trọng trọng không mày? Được rồi. Chà, có con cá lóc bự dữ mày. Cho tao về nướng nhậu chơi coi. Ông Cập Rằng muốn ăn á thì lấy con nhỏ về ăn, còn con bự á tôi phải bán lấy tiền mới được. Nhậu phải nhậu con bự, con nhỏ xương không sao nhậu mày. Nè, muốn nhậu con bự thì bỏ tiền ra. Nè, cầm đi. Dạ cảm ơn. Tôi đã nói rồi, tôi luôn để mắt tới ông. Đừng có ăn hiếp tá điền của ba tôi. Muốn ăn cá bự hả? Bỏ tiền ra. Trời ơi, giỡn thôi mà, giỡn mà. Hai mày lấy cá tôi này làm gì? Giỡn mà. Cảm ơn cậu chủ. Mày khỏi cảm ơn tao. Tao không làm chuyện này vì mày đâu. Dù cậu làm gì ai á thì tôi và bà con cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có cậu á, mong Cặp Rằng trả tiền công cho mọi người. Nè, mày nói mọi người đừng có để ổng ức hiếp nữa. Nếu ổng làm quá, cứ tới gặp ba tao. Cậu Huy á, xin phép ba má tuần sau về đưa con đi sắm đồ cưới. Ba rất mừng vì Huy là một thanh niên có ý chí phấn đấu. Dạ. Ba rất yên tâm giao con gái của ba cho cậu ấy. Sau đám cưới á, ba sẽ chia cho con một nửa gia sản của ba để làm của hồi môn. Dạ không cần đâu ba. Anh Huy anh hứa là anh sẽ lo cho cuộc sống của con sau này mà. Ba biết Huy làm được điều đó. Nhưng con với Đức Tiến là con của ba. Ba má chỉ có hai đứa con. Tài sản này ba sẽ chia đều cho hai đứa. Nè, ba tính vậy con có ý kiến gì không? Con hả ba? Con đâu có ý kiến gì đâu. Gia sản là của ba má mà. Ba má muốn chia sao cũng được. Con trai của ba má trưởng thành thiệt rồi. Em no rồi. Em xin phép anh chị. Nè, món này ngon nè ông. Ngồi đây. Ngồi xuống đó. Gì vậy vậy? Đức Tiến, con có điên không vậy? Con có làm gì đâu mà dì nói con điên. Dì hỏi con nè, con không điên. Sao lúc ba nói là chia nửa gia tài cho chị hai, con lại không có ý kiến gì hết? Ý kiến gì chứ? Trời ơi là trời, tức chết được. Con là con trai, tài sản này phải thuộc về con. Sao lại đồng ý chia cho chị hai? Con Ngọc Thủy là con gái mà. Trời ơi, con gái nó không có quyền. Dì ơi, dù gì chị hai cũng là con của ba con mà. Tiền của ba con làm ra, ba con cho chị hai cũng là đúng thôi mà dì. Không được. Con chính là người thừa kế. Sau này con phải gánh trách nhiệm thờ phụng tổ tiên. Gia sản này phải do con nắm giữ. Chị hai con là gái. Trời ơi, nữ sanh ngoại tộc. Con phải nói lại cho ba má con rõ, chứ không thể nào chia gia tài cho nó được. Rồi thôi được rồi, để hôm nào con nói lại nhé. Con có nói thiệt không? Con nên nhớ là dì đã hứa với má con rồi. Chừng nào mà con thừa hưởng được cái gia sản này thì dì mới an lòng rồi dì rời khỏi đây. Con biết rồi, con biết rồi, con sẽ nói mà, dì đừng có lo.
Một nửa gia sản này á, có ngồi không ăn tới hết đời con cũng dư nữa. Vậy lo gì? Anh hết chịu nổi nữa rồi đó. Phải ráng chịu chứ. Trời ơi, mình đã bỏ biết bao nhiêu công sức rồi, không thể buông tay lúc này được. Dĩ nhiên là anh đâu có kêu em buông tay, nhưng mà anh không thể nào tiếp tục ngồi chờ được nữa. Thằng Tiến cháu của em bây giờ khác xưa lắm rồi. Em hết điều khiển nó được rồi. Anh nói cho em biết, không dễ dàng gì lấy được gia sản từ tay của nó đâu. Vậy chứ bây giờ anh biểu em phải làm gì? Trời ơi, anh bị điên rồi hả? Phải, anh điên rồi, anh điên rồi nè. Thằng Tiến cháu của em nó làm cho anh phát điên lên rồi. Thôi, ráng nhịn một chút đi nha. Em sẽ tìm cách khác, chứ cái cách của anh không có được đâu. Tại sao không được hả? Nói nghe thử coi. Trên đời này còn có luật pháp. Trời ơi, tự nhiên mấy mạng người trong nhà lăn đùng ra chết cùng một lúc. Anh nghĩ luật pháp để yên cho mình chắc. Họ sẽ điều tra, họ sẽ dễ dàng nhận ra ai là người được hưởng lợi. Bình thường anh suy nghĩ thấu đáo lắm mà, sao tự nhiên bữa nay anh lại liều lĩnh như vậy chứ? Tất cả là tại thằng cháu hờ yêu quý của em đó. Nó khiến anh mất mặt trước đám ta điền. Chính nó cắt hết tất cả nguồn thu nhập của anh. Chính nó khiến cho anh không còn bình tĩnh được nữa. Vậy em tính sao thì tính đi. Anh hết chịu nổi, anh chán lắm rồi. Anh bỏ về Sài Gòn nữa nghe. Thôi được rồi, được rồi. Em sẽ có cách. Ngang, vuốt giận, ngang. Mời chị dùng trà. Cảm ơn dì. Đây là tiền tiêu vặt của dì với Đức Tiến tháng này nha. Cảm ơn chị. Có chuyện gì sao? Chị biết không, Đức Tiến bây giờ cũng lớn rồi, có nhiều bạn bè hơn nên chi xài cũng nhiều hơn trước. Nói thiệt, mấy tháng nay, tháng nào tôi cũng phải bù tiền cho nó. Có tháng tôi còn phải đưa hết tiền chi tiêu của mình cho nó luôn đó chị. Ủa, sao lạ vậy kìa? Hôm bữa, bà nó có hỏi nó là tiền hàng tháng tiêu á có đủ hay không? Thì nó nói là đủ rồi, không cần nữa. Chắc là nó sợ phiền lòng anh chị. Nhưng mà không sao, tôi đưa hết tiền của tôi cho nó cũng được. Nè, ai mà làm như vậy? Dì cũng phải cần có để mà chi tiêu cho mình chứ. Dì cầm lấy. Thôi. Đức Tiến có tiêu xài gì thêm, dì cứ nói nha. Chỉ cần nó chăm ngoan, không lêu lỏng nữa, thì nó muốn gì, tôi với ba nó cũng chiều hết. Thiệt, cháu tôi thiệt là có phước. Cảm ơn chị. Thôi tôi ra sau nhà nghe chị. Gì? Dạ. Có điều này tôi hơi tò mò một chút. Chị tò mò điều gì? Cái đêm mà em thảo sanh Đức Tiến đó, ở nhà bà mụ có sản phụ nào khác không gì? Không có. Đêm đó chỉ có một mình em Thảo thôi. Mà sao tự nhiên chị lại nhắc chuyện đó vậy? Không có chuyện gì đâu.
Nè, ba má tôi đã dặn mọi người đừng giao việc cho cô mà. Sao giờ này cô còn ở đây làm nữa? Vì tôi bắt cô làm hả? Không có ai bắt tôi làm hết á. Tại tôi thấy má tôi không được khỏe, cho nên là làm giúp má tôi thôi. Với lại tôi đâu có bận bịu gì. Làm cái này cũng vui ha. Hay để tôi phụ cô nha. Thôi, cậu tránh ra đi. Lát nữa bụi dính đầy người cậu á. Với lại cậu không quen làm việc này đâu. Nè, đừng có coi thường tôi nha. Mấy cái này dễ ẹt, nhìn là biết liền. Cô chỉ tôi đi, tôi làm cho cô coi. Để tôi làm cho coi nè. Giống vậy đúng không? Sao cô cười? Không có phải làm vậy đâu. Cậu làm sai rồi. Để tôi chỉ cậu làm nghe. Cậu làm như vậy nè. Nhìn kỹ nha. Đó, cậu thấy rõ chưa? Được rồi, để tôi làm cho. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cậu mệt rồi, cậu nghỉ đi, để tôi làm cho. Cậu chủ. Thôi cô làm đi, tôi không làm ở đâu. Ở đây bụi quá. Sao tự nhiên bà lại hỏi em chuyện đó? Em cũng không biết nữa. Nghe bà hỏi, cái đêm hôm con Thảo sanh, ngoài nó ra còn có sản phụ nào khác không? Em điếng cả người luôn. Thôi chết. Hay là bà mụ nói gì với bà hả anh? Không đâu. Bà mụ không đời nào dám hở môi đâu. Nếu như bà mụ đã nói thì tại sao bà còn hỏi em câu đó? Lạ thiệt chứ. Mười mấy năm trôi qua rồi, tự nhiên khơi lại chuyện cũ. Thôi, để em dò coi thế nào. Mà anh nè, anh cũng phải canh chừng bà mụ đó. Biết rồi. Con kiếm gì có chuyện gì không? Gì? Từ ngày mai dì để bà Lụa dọn phòng cho con nghe. Với lại để con sai việc bả, dì đừng có giao việc cho bả nữa nha. Sao kỳ vậy? Bình thường con ghê sợ bả lắm mà. Với lại nếu như không giao việc nhà cho bả, một mình bà Tám sao làm xuể? Dì Tám làm không xuể thì dì mướn thêm người đi. Nhưng mà tại sao con lại cần bà già mặt quỷ đó? Vậy mà kệ con đi. Con nói thì dì cứ làm đi. Riết rồi em không hiểu nó nổi luôn. Dễ hiểu quá mà em. Nó bị con nhỏ Ngọc Bích hớp hồn rồi. Bây giờ em liệu có còn giật dây nó được nữa hay không? Không thể được. Em không cho phép. Thank you.
thể là ánh mắt, thái độ của người ở dành cho cậu chủ luôn miệt khinh mình được. Đúng rồi, không thể nào. Dũng gì cậu? Cho một xị rượu với dĩa khô. Dạ, có liền. Cục ơi, bà đâu rồi? Bà đi đâu mất tiêu rồi? Cứ tưởng gặp được bà, ai về không phải. Bà đừng có hòng thoát khỏi tay tôi. Phải, đừng hòng. Sáng mai tôi sẽ tiếp tục đi tìm má con bà. Má con bà cứ chờ. Nghe không? Chủ quán. Dạ, dạ, đây, đây, đây. Đây, rượu với mồi của cậu nè. Dạ, mời cậu. Tôi biểu ơi. Dạ, sao cậu? Cái người đàn ông người bên đó là ai? Sao tôi thấy quen quen vậy? Đó là ông Hùng. Hồi xưa cũng ở trong làng mình nè. Nhưng rồi bỏ đi thời gian, mới trở lại mấy bữa nay. Mà nghe nói là về tìm kiếm vợ con hay gì đó. Mà cũng tội nghiệp nghe cậu. Mấy bữa dài ông cứ giật dựa rồi nằm ngủ trong cái chòi dịch của ông Tán Đời nằm đây nè. Cho ăn chạy rượu nơi chủ quán ơi. Dạ, có ngay, có ngay, có ngay. Anh bạn, cho tôi ngồi uống chung được không? Tôi ngồi một mình bên kia uống buồn quá. Rồi ngồi. Tôi hại giai huynh đệ mà. Vậy tôi mời anh bạn một ly rượu để làm quen. Anh Năm ăn mồi đi, uống rượu hoài vậy không có thấy ăn gì hết trơn vậy. Mời. Uống, uống mẹ giật cũng nhiều. Hãy vô cái nữa coi. Sao vậy, uống nổi sao mà cứ rượu hoài vậy á? Chẳng hay anh là người từ đâu tới? Tôi hả? Tôi không biết tôi là người ở đâu nữa. Ở đây. Nãy giờ không thấy ông ăn gì hết trơn. Ở kia. Nơi nào tôi cũng từng sống qua hết. Anh tới đây để kiếm việc làm hay sao? Nói đi, biết đâu tôi giúp được. Tôi không có kiếm việc làm, mà kiếm vợ con. Con vợ tôi nó dắt con này bỏ trốn mất rồi. Tôi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy đâu. Tìm kiếm vợ con hả? Anh nghi ngờ vợ con anh đang ở đây sao? Đứa con gái tôi nó được sinh ra ở đây. Rồi vợ chồng tôi cũng sống ở cái làng này. Vì lý do gì anh rời bỏ cái làng này? Tôi mà biết lý do gì trời đánh tôi. Còn vợ tôi nó vừa đẻ con xong, nó hối tôi cuốn gói rời khỏi cái làng y như là trúng nợ vậy. Con gái của anh năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 16, 17, 18, 19 gì đó. Nói chung là tôi quên mất tiêu rồi. Lúc nãy anh nói hồi trước anh ở cái làng này hả? Vậy... chắc anh biết vợ chồng ông chủ Lâm chứ gì. Tôi còn la cái gì nữa. Ai cũng nói ông hiền lành nhân đức nha, nhưng mà là lao, lao hết. Nhân đức, nhân đức gì mà nhốt tôi vô trong nhà kho một ngày một đêm, bỏ đói bỏ khát, đúng là lao hết.
Vậy con gái của anh nó tên là gì? Tên là cái gì? Anh nói làm sao? Anh có chắc không? Chắc. Anh chắc chắn hắn ta là chồng của bà Cúc, không sai đâu được. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đây hả? Lỡ ổng đi, ổng tìm tới ông Lâm, rồi ổng nói ra toàn bộ sự thật. Anh có nghe ổng nói tới không? Ông ta chỉ nhắc tới vợ cùng đứa con gái thôi. Không được, không thể nào để mọi chuyện dở lỡ. Em làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Có chắc gì ông ta biết chuyện năm xưa? Chính vì mình không biết chắc, cho nên mình càng phải ra tay nhanh để chặn đứng mọi việc. Ý của em là... Để lại á, phòng cậu chủ tôi dọn dẹp xong hết rồi. Nãy tôi đi ra chợ nghe thấy chuyện buồn quá chị. Chuyện gì mà buồn? Chồng của người quen cũ chết ở mương nước cuối làng á. Trời ơi, chắc là nhậu say quá té sấp mặt xuống mương rồi chết. Mà tội cái chết một thân một mình à. Không biết vợ con ở đâu mà báo tin. Mấy người trong làng thương tình cho tiền mua chiếc chiếu bó thay rồi đem vô nhị tỳ chôn ở trọng á. Mà chỉ nói người quen mà sao không biết vợ con người ta ở đâu mà báo? Chị không phải người làng này nên không biết đó thôi. Vợ chồng của họ trước kia sống ở đây, mấy năm trước á đột ngột rời khỏi làng không một lời chào hỏi ai hết. Rồi bỗng dưng ổng trở về rồi chết ở đây. Đâu có ai biết vợ con ổng ở đâu mà báo tin. Mà theo như lời bà chủ quán rượu nói á, thì ông ta cũng không biết vợ con ổng đang ở đâu nữa. Ổng cũng đang tìm đó. Hồi trước lúc còn sống ở làng này á, cha đó suốt ngày nhậu nhẹt say sưa hành hạ vợ. Mười mấy năm qua chắc cũng không sửa được tánh tình, cho nên vợ con chịu không thấu mới bỏ trốn chứ gì. Nghĩ tới chị Cúc á là tôi lại thương. Chị chị Lụa. Dạ. Chị mới nói vợ ông ta tên là Cúc hả? Ừ. Chị Cúc á, số khổ, gặp phải người chồng không ra gì. Nhưng mà thiệt tình á, tôi thấy ông Hùng chết bơ vơ vậy á, tôi cũng tội. Chị Lụa, chị sao vậy? Ủa? Chị Lụa. Má. Chị sao vậy? Má à? Má sao vậy má? Má chóng mặt quá. Má à, con đưa má vô nằm nghỉ nha. Chị Lụa, chắc má con bị máu xâm đó. Thôi đưa má vô nghỉ đi con. Dạ. Oh.
Em suy nghĩ kỹ chưa? Ra ngay nhanh đi, đừng có chần chừ, khéo hư chuyện. Nó chết chưa? Chết rồi. Về lẹ. Khoan, khoan. Cái gì vậy? Để nó nằm ở đây không được. Lộ chuyện hết. Đi ta. Phải lỗi tại tôi, là tại ông tới không đúng chỗ, tại ông thôi, tại ông thôi. Ông à, ông chết đi mà còn chưa kịp biết mình có một đứa con trai, chưa một lần được nhìn mặt con trai của mình. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây. Tôi không thể dắt con tới quỳ trước mộ ông, không thể để cho nó thắp cho ông một nén nhang. Giỏi lắm. Ông bác xin đẹp. Ông bác xin đẹp. Dạ thưa cậu. Dạ thưa cậu chủ. Dạ. Nghe nói bà không khỏe hả? Nằm xuống nghỉ đi. Dạ, dạ cậu cần gì cứ sai biểu. Bà ngồi xuống đi. Dạ. Không, tôi không cần gì đâu. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Dạ. Ủa, Ngọc Bích đâu rồi? Dạ, nó ra ngoài vườn, nó hái lá sông. Tôi đã nói là tôi không có sao, mà nó cứ muốn đi hái lá sông cho tôi. Và để tôi đi kêu nó. Được rồi, cứ để cô đi hái lá sông cho bà đi. Khi nào mà cô rảnh thì nói cô lên cho tôi biểu. Dạ cảm ơn cậu. Cậu chủ à? Ừ. Con ơi, tía con đã mất rồi. Má biết làm sao để nói với con đây. Bà kêu tôi lại sao bà không nói gì hết vậy? Dạ cậu chủ, cậu chủ không sai biểu tôi làm việc gì thiệt hả cậu? Đã nói là không mà. Bệnh thì nghỉ ngơi đi, lèn èn hoài mệt quá. Thank you.
Mình có điều gì lo lắng hay sao? Không có chuyện gì đâu mình. Tôi biết. Tại vì gần tới ngày cưới của Ngọc Thủy, càng có nhiều nỗi niềm trăn trở. Nhưng mà mình đừng lo. Anh chị Thông là người tiến bộ. Tôi tin con gái của mình sẽ không chịu sự hà khắc của nhà chồng đâu. Còn con rể tương lai của chúng ta cũng là người đàng hoàng, đạo đức. Mình yên tâm giao con gái cho nó nghe mình. Dạ. Mình à, thật ra em không lo nhiều cho Ngọc Thủy. Em chỉ đang... Thôi thôi, tôi biết rồi. Mình không muốn xa con gái chứ gì. Đừng lo. Nếu mình nhớ con á, mỗi tuần tôi sẽ đưa mình lên Sài Gòn thăm con. Mình có nên nói cho anh ấy biết những điều mình đang nghi ngờ hay không? Mình à. Hả? Mình còn nhớ em đã từng kể cho mình nghe là em đã gặp bà mụ không? Nhớ. Tôi nhớ chứ. À, mình nhớ biểu chị Tám hay chị Lụa thỉnh thoảng đem biếu bà ít tiền gạo để bà sống qua ngày nghe mình. Ừ. Dạ dạ. Nhưng mà... Ba ơi, ba. Hả? Ba ơi. Ở cái gì vậy? Ba ơi, ba. À, ba tới liền. Ba tới liền con gái ơi. Mình coi đó, con gái nó sắp lấy chồng rồi mà cứ làm nũng với ba vậy đó. Mình coi con nó còn con nít ghê chưa. Đi, đi ra với con đi mình. Mình à, thật sự là em... Thôi, đi mà. Đi mình. Lúc ban đầu trong nhà còn khoai còn bắp, hễ bữa nào Lê Văn đó kiếm gạo không được thì Thị Quyền nấu khoai hoặc bắp rồi chia cho sách nhỏ mỗi đứa một củ khoai hoặc đôi ba muỗng bắp mà ăn đỡ. Sách nhỏ ăn không no. Đến tối, ông ấy đi làm về, Thị Quyền lấy tổ bắp nấu để dành mà đưa cho ông ấy ăn thì sách nhỏ bu lại, đứng ngó lơm lơm. Đứa xin một vài hộp, Thị Quyền rầy con. Biểu, để cho chú ăn no, đặng ngày sau có sức đi làm mà kiếm gạo. Sách nhỏ sợ mẹ nên gian ra, xong bụng đói quá nên mặt buồn xo. Ông thấy vậy thương xót, không đành lòng ngồi ăn một mình. Dây qua bên này đút cho đứa này một muỗng, trở qua bên kia đút cho đứa khác một muỗng. Đút gần hết tổ, té ra cũng không còn đủ cho nó ăn no được. Cách chẳng bao lâu, khoai bắp trong nhà ăn đã hết sạch. Bữa nào không ai mướn ông làm thì cả nhà đều phải luộc rau, luộc cỏ mà ăn đỡ. Chớ không có cháo mà ăn, sách nhỏ nhịn đói mặt ngày càng vàng ẻo, còn mẹ thì già yếu rồi. Mà trót mấy tháng nay, bà lại chịu cơ hàn nữa, nên bà nhướng bệnh nằm thiêm thiếp không dậy nổi. Ông nhà văn này nói quá, làm gì mà khổ dữ vậy? Nỗi khổ mà tôi vừa đọc cho cậu nghe á, chưa có là gì đâu. Khi nghe hết cuốn này, cậu sẽ thấy còn nhiều nỗi thống khổ kinh khủng hơn nữa. Mà đâu phải ông tác giả này nói quá, tại vì xung quanh đây nè, cũng có những phận đời tương tự như vậy á. Ở ngoài đời thật cũng có những hoàn cảnh khổ như vậy hả? Cậu sinh ra trong nhà giàu, lớn lên trong nhung lụa. Cậu cũng đâu có nhìn sâu vào cuộc sống của những người mà cậu từng gặp trên đường. Cho nên cậu tưởng những chuyện cậu vừa nghe là không có thiệt. Vì vậy á, cậu phải biết ơn ông bà đã cho cậu cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. Tôi đọc tiếp nghe. Thôi, để mai đọc. Cô vô lo cho má cô đi. Má tôi đỡ nhiều rồi. Nè, đưa cho má cô sức. Không cần đâu, tôi cảm ơn nghe. Má tôi đỡ nhiều rồi. Tôi nói lấy thì lấy đi.
đưa cho má cô sức để bớt cái mùi hôi đi. Tôi muốn mùi hôi của bà ở trong nhà tôi. Ừ. Bình cũng thiệt rồi, sao lại nói những lời không có trong lòng vậy? Sao giờ này ông thầy chưa tới nữa ta? Lúc nãy ông có nói với tôi là hôm nay thầy bận gì xin nghỉ, biểu mình tự học. Sao bây giờ mới nói? Hôm nay thầy đâu có dạy đâu mà đem nước lên chi. Dạ. Đem xuống cất đi. Dạ. Nói về hai tôi á, đưa mấy cái áo mới mai của tôi cho bà rồi đem đi giặt. Dạ cậu. Má. Hả? Để lát nữa con giặt, cứ để đó đi. Có gì đâu, má giặt được. Là thấy cái hình ảnh đó ghê lắm. Nói chung là anh sợ, chắc anh phải lên Sài Gòn ít bữa cho khuây khỏa. Thôi em có nhiều việc cần bàn với anh lắm, nhưng mà ở đây nói chuyện không tiện, đi theo em. Cái đêm em Thảo đi săn, có dì Trang ở bên cạnh, làm sao bà Lụa có thể tráo đổi hai đứa bé chứ? Chắc chắn là có sơ suất gì đó. Nếu mình nói ra, chắc dì Trang sẽ đau khổ lắm. Nhưng nếu không nói thì... Không được, mình phải hỏi kỹ lại dì Trang. Hỏi dì Trang coi bữa đó dì Trang có rời khỏi em Thảo giây phút nào không. Em đã dặn anh rồi, quên cái chuyện đó đi, sao cứ nhắc lại nó hoài vậy? Nói thì nghe dễ lắm, nhưng anh không làm được, vì người trực tiếp ra tay đâu phải là em. Là do ông ta tự tìm cái chết. Ngày đó khi giao con gái của Thảo cho bà Cúc, em đã nói rất rõ ràng, nếu họ còn dám léo hánh về đây thì đừng có trách em độc ác. Em không thể để bất kỳ điều gì, bất kỳ ai làm hư kế hoạch của em, cho nên anh phải làm giúp em một việc nữa. Em muốn anh làm gì nữa? Rất có thể con Ngọc Bích chính là con gái của Lâm. Để trừ hậu hoạn, chúng ta phải giết chết hai mẹ con nó.
Ai đó? Ai đó? Bà Lâm, hai người, hai người. Bà Lâm, bà Lâm ơi, bà Lâm à, bà Lâm, bà Lâm. Bà chết rồi. Để má băng bó lại cho con nghe. Sau này có chơi cũng phải cẩn thận nghe con. Mình ơi, Mình ơi, Mình ơi, tha cho con đi Mình. Tôi xin như Mình ơi. Dòng sông đổ ra biên cả, con nước trôi theo dòng. Qua bao thác gần, rồi đây con nước về đâu? Má ơi, xin má tha tội cho con. Khi con vừa mới nhận ra má luôn thương yêu con vừa mới nhận ra thì má đã bỏ con. Má ơi, má tha tội cho con nha má. Trách chính thân mình vì sao gieo nỗi sầu đau. Con đâu rồi? Đức Tiến à? Trời ơi, con ở đây mà sao Việt kêu từ nãy giờ con không chịu lên tiếng vậy? Gì kêu con gì vậy? Con khóc hả? Dù không đẻ ra con, nhưng cũng là người con kêu bằng má mười mấy năm trời. Con khóc cũng là chuyện bình thường mà, có cái gì đâu mà con phải giấu chứ. Má con ra đi đột ngột quá, dì cũng đau lòng dữ lắm. Mấy bữa vừa rồi con thấy má vẫn còn khỏe mà, sao tự nhiên má lại bị vậy chứ? Trời ơi, bệnh đau tim của má con đó mà. Đau tim thì làm sao mà biết trước được hả con? Dì, dì nói rõ cho con nghe được không dì? Sao dì phát hiện ra má con vậy dì? Thì dì đã nói rồi đó, dì với cậu Được đang ngồi chơi ở nhà mát, thấy má con từ ở trong nhà đi ra. Tự nhiên má con té ngã xuống, dì với cậu Được chạy tới đỡ má con lên, mà có ai về. Ơi, chị không muốn khóc đâu. Chị không muốn, mà chị thấy chị buồn. Thực sự chị không muốn khóc đâu. Nhưng mà
Chị làm không được. Chị nhớ má lắm em à. Chị muốn khóc á thì chị cứ khóc đi, đừng có kiềm chế. Chị khóc một trận cho vơi nỗi đau rồi sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn. Không sao đâu, chị cứ khóc đi. Gì lộ? Ủa, ông chủ không uống sữa hả má? Vậy để con đem ra cho ba. Chị nghỉ ngơi đi, để em. Cảm ơn em. Má, má dỗ chị Ngọc Thủy giùm con nha. Được rồi, con lo cho ông chủ đi. Ông ơi, ông ráng uống chút sữa đi ông. Ông à, ông, từ hôm qua tới giờ ông không chịu ăn uống gì hết. Ông à, con xin ông đó, ông đừng có làm con sợ mà. Ông mà cứ như vậy là bà đau lòng lắm hả ông ơi. Chỗ dựa duy nhất của chị Ngọc Thủy, của cậu Đức Tiến. Nếu ông mà có bệ nào thì chị Thủy và cậu Tiến sẽ làm sao hả ông? Ông đừng có quá đau buồn. Mình ơi, mình nghe em nói nè. Ngọc Thủy, Đức Tiến vẫn đang cần mình lắm. Em xin mình thương lấy các con nha mình. Mình uống chút sữa đi. Cậu chủ, tôi xin chia buồn cùng cậu chủ. Tôi biết là thời gian này cậu chủ buồn lắm. Cậu chủ có cần gì á cứ kêu tôi nha. Tao cần cái gì á mày? Mày đặt qua què. Mày muốn lấy lòng Ngọc Bích chứ gì? Tôi thấy sen đẹp, tôi hái mấy bông về để dâng cúng cho bà. Dẹp đi, nhà tao không cần. Mày đừng có mượn cớ tới đó rồi quên con ở nhà tao. Cô chủ, mày đừng có tưởng tao không biết. Mấy ngày nay nhà tao trộn rộn tan ma, mày luôn theo sát cậu Bích, có đúng không?
Cậu chủ đừng hiểu lầm, tôi tới đó là để phụ Ngọc Bích thôi mà. Tao mặc kệ đồ của mày là gì. Tao cảnh cáo cho mày biết, Ngọc Bích là con ở nhà tao, tao cấm mày tới gần cổ. Tôi là người làm cho nhà cậu, chứ tôi đâu có bán thân đâu. Cậu lấy quyền gì mà cấm cản? Cô, gia đình thì tan tóc, ba cậu, chỉ hai cậu đang đau buồn không tiếc sống. Cậu còn tâm trạng để gây sự hả cô chủ? Vậy chứ không lẽ tôi phải chạy về nhà chui vô một xó nào đó rồi ngồi ủ rũ trong đó, làm ra vẻ bi ai, đau buồn thì mới hợp tình hợp cảnh hả? Tôi xin lỗi, tôi không biết giả bộ. Cậu, Ngọc Bích, tôi gửi mấy bông sen, Ngọc Bích đem về chân lên bàn thờ bà giùm tôi. Tôi cảm ơn anh. Chắc bà chủ sẽ vui lòng lắm. Ngọc, Ngọc Bích, bên đó có cần làm gì á, Ngọc Bích kêu tôi nghe. Tôi biết rồi. Em không thể để bất kỳ điều gì, bất kỳ ai làm hư kế hoạch của em. Mà nè, anh phải làm giúp em một việc nữa. Em muốn anh làm gì nữa? Rất có thể Ngọc Bích chính là con gái của ông Lâm. Để trừ hậu quả, chúng ta phải giết chết hai mẹ con nó. Bà chủ ơi, tôi có tội với bà nhiều lắm. Tôi biết rõ lý do tại sao bà chết, vậy mà tôi lại không dám nói ra. Bởi vì bây giờ tôi có nói ra, liệu có ai tin không? Mà nếu tôi không nói, liệu tôi có bảo vệ được con gái của ông chủ hay không? Có bảo vệ được con trai của tôi hay không? Xin bà hãy giúp tôi, bà chủ ơi. Tôi xin bà hãy giúp tôi. Ông chủ có ăn được không con? Con năn nỉ dữ lắm, ông chủ mới ăn được lưng chén cơm. Ma lo cho ông quá. Nhưng cũng nhờ trời, ông còn chịu nghe con mà ăn uống. Con ráng chăm lo cho ông nha. Con sẽ hết lòng chăm sóc cho ông, chăm sóc cho chị Ngọc Thủy. Phần cô hai á, đã có má lo rồi, con đừng có bận tâm. Trong lúc này ông cần con lắm. Ừ. Nè, con cũng đừng quên an ủi cậu chủ nghe. Má con mình không cần phải lo cho cậu đâu. Cậu ta đâu có buồn phiền gì đâu mà an ủi. Con nói vậy sao phải. Dù gì á, bà chủ cũng là má của cậu, là người thương yêu nuôi nấng cậu mười mấy năm qua rồi. Sao mà cậu ấy dửng dưng được con? Con cũng từng nghĩ tốt cho cậu rất là nhiều, nhưng má thấy rồi đó. Từ hôm bà mất, thừa cơ hội ông đau buồn không quan tâm tới. Ngày nào cũng đi chơi, đi ngày đi đêm, có buồn phiền gì đâu má. Má thấy cậu đâu có tệ như con nói đâu. Có khi con hiểu lầm cậu á. Bây giờ con mệt mỏi lắm. Hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Kệ cậu ta đi, con không để ý nữa. Con nhắm mắt một chút, cỡ một tiếng sau má kêu con dậy lấy thuốc cho muốn nha má. Ừ. Thôi nghỉ chút đi.
Ông ơi, ông, ông uống thuốc rồi đi ngủ nha ông. Ờ, con dậy đó cho ta. Ông à, con xin ông uống thuốc. Không còn sớm nữa. Ông uống thuốc rồi đi nghỉ nha ông. Con cứ mặc kệ ta. Hai bà muốn nhìn thấy ông uống hết chén thuốc này. Ông ơi, ông uống cho hai bà yên lòng nha ông. Ông ơi, con bỏ mùng rồi, ông vô ngủ nha ông. Con cứ mặc ta, ta chưa buồn ngủ. Ta muốn ngồi đây thêm một chút. Mấy bữa nay sức khỏe của ông sa sút lắm. Ông mà không chịu nghỉ ngơi sớm, con sợ ông không tiếp tục chịu nổi đâu. Con xin ông, con xin ông hãy vì chị Ngọc Thủy, vì cậu chủ mà lo cho sức khỏe bản thân. Ông, con dìu ông vô phòng nghỉ nha. Ta biểu con cứ mặc ta kia mà. Con về ngủ đi. Con sẽ đứng đây. Khi nào ông chủ chịu vô ngủ, con mới về phòng. Con đỡ không?